Hello guys, my name is Hoa Anh Vũ. I am 7 years old. I like learning English on Allokitty. Let's start with me. Thấy ở học ở trên Allokitty ấy thì nó cũng vui và thoải mái. Vừa học vừa chơi ấy, nó cũng rất là thích ấy. Vì ở trên lớp thì các bạn cũng hay nói chuyện nhiều nên là con cũng không thể nghe được là cô giáo phát âm chuẩn như thế nào. Nhưng từ khi mẹ con đăng ký cho con cái khóa học Allokitty này thì con để bạn robot sai một cách phát âm chuẩn hơn ạ. Lúc mà con đọc sai từ nào ấy thì bạn robot bạn ấy sẽ bôi đỏ và chỉ lại cho con cách đọc đúng. Sau nhiều lần thì con sẽ không đọc sai nữa. Nhìn mẹ rất là vất vả nên là con cũng cố gắng học để sau này con có thể đỡ lần được mẹ. Thực ra thì mình nghĩ là việc học tiếng Anh rất là quan trọng. Nhưng mà như bản thân mình thì trước đây cũng không được học nhiều tiếng Anh. Rốt có một quan điểm nghĩ là tiếng Việt còn chưa sõi nói gì đến tiếng Anh. Nhưng mình nhận thấy là bây giờ xã hội phát triển, nếu con mình biết tiếng Anh thì cháu sẽ có nhiều điều kiện để phát triển cuộc sống sau này hơn. Nên là mình cũng rất là chú tâm đến việc học tiếng Anh của con. Học phí nhiều thì thôi, chứ mình thấy là học ở trên ứng dụng thì tính ra là có 10 mấy nghìn một tháng. Thế là mình lúc đầu mình đăng ký cái Allokitty này cho con thì mình cũng nghĩ là chỉ tìm một cái phương pháp để hỗ trợ học thêm cho con thôi. Nhưng sau khi tìm hiểu thì mình thấy là cái ứng dụng này rất là hiện đại. Cháu có thể nói chuyện hàng ngày với robot như là nói chuyện với một người giáo viên nước ngoài vậy, và có thể chỉnh sửa lỗi sai phát âm cho cháu. Hiệu quả mà Allokitty mang lại khiến mình khá là bất ngờ. Mình thấy con mình rất là tự tin và mạnh dạn hơn. Cô giáo ở trên lớp cũng gọi điện về khen cháu dạo này rất là tiến bộ. Gia đình rất là phấn khởi. Hiện tại thì mình vẫn cho con duy trì học tiếng Anh trên Allokitty hàng ngày. Ăn cơm xong 7-8 giờ tối là tự giác ngồi vào bàn học. Cháu học rất là thoải mái và vui vẻ. Chứ không như trước đây là học với sách giáo khoa thì bò đầu bứt tai. Dù là học tiếng Anh nhưng mình thấy chi phí học rất là tiết kiệm. Nên rất phù hợp với túi tiền của những công nhân hay là những người làm nội trợ như mình. Con mình thì mới học được một thời gian nhưng mà mình thấy là cháu đã tiến bộ lên rất nhiều. Nên mọi người là dù điều kiện ít hay nhiều thì mình cũng thấy là nên đăng ký cho con học thử. Nhiều khi chỉ cần nhìn thấy con được ăn ngon, mặc ấm, có đủ điều kiện học hành là mình đã cảm thấy cuộc sống rất là vui vẻ rồi.